sáng còn gặp mà, sáng còn gặp mà đó, trời ơi thằng Sơn, chị nhìn mày là ấn tượng á. Mày đừng có đội nón nữa nha, mày cứ phải như vậy cho chị. Đi ra đường mày là sự thu hút số 1 đó. Nhìn chán luôn. Hello. Rồi, chị em gió đêm khuya. Rồi, là chiều kìa. Sao vậy? Né cái đầu kìa. Sao né, ngồi im ra chơi. Không phải ngại. À, mày sợ cái đầu mày vậy là mày đang buồn à. À. Ờ, mày không chấp nhận với sự thật à. Không chấp nhận nó là sự thật của mình à. Thôi, sao thế em, tự mày... tin lên nào. Thấy Sơn không? Hello. Tay nó có nửa ngón mà nó còn khoe, thấy không? Ừ. Gọi điện kêu nó về á. Rồi cũng đang nhậu giờ này. Sơn movie á. Hello bà con. Xin chào. À cái gì ra dân? Dân quần bông à. Dân quần bông. Dạ anh cười. Ừ, cười dân. Anh cười đó. Sơn movie. Đúng rồi. Đúng rồi. Xin chào các bạn. Giờ Sơn lên nhanh thế. Không phải là anh vậy. Xin chào anh David Ngô. Anh thế nào? Khỏe không anh? Hình xăm sao rồi anh ơi? Chừng nào anh về Việt Nam tiếp? À, anh David Ngô là khách nhà tôi bà con. Hồi Tết trước là anh về anh xăm. Bây giờ anh đi làm xa rồi. Thôi ba quý khách vừa gọi rồi. Thôi xong. Sơn ăn nhậu quên công việc. Thật sao? Mai quay tới chiều rồi con. Hai. Hello mà bà con. Đây hôm nay tối nay là tụi tôi thức một đêm, ngủ muộn gần sáng rồi mới ngủ để làm ngày mai làm chương trình bà con. Ô bà con thấy tiệm tôi có cái gì mới mới không ta? Đó. Có cái gì mới mới không ta? Mới làm cái màn mà con. Ngày mai tụi tôi ở đây tôi set up quay phim à, quay phóng sự. Hôm nào tiệm tôi cũng đông vậy mà bà con à. Buổi tối bên đó vui. À vui lắm anh ơi, bên này vui lắm à. Hiện tại là các em đang ngồi coi sư phụ cắm bông. Ngồi xa xa ra quay cho nó rõ nè. Ai xích 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 ra cái vị trí này đi thành bo cho chị mượn vị trí này đi quay nè đó. Đó là ê tụi bay đừng có cười sư phụ nha. Ừ sư phụ tụi bay toàn là làm việc nặng nhọc gì không á. Ừ thiệt làm gì làm đi, đỉ nó khoái giùm em. Đó, đây là công việc của ông Vinh á. Ổng chỉ lo mấy việc để đỉ này thôi bà con. Còn mấy công việc mà sửa ống nước, sửa dây điện là tôi. Để tôi. Ông hai bóng đèn. Để tôi. Hai bóng đèn cứ để tôi. Ừ. Hai bóng đèn sửa ống nước gì đó cứ để tôi. Xin chào. Em mới thấy chị lần đầu hả? Chị cũng thấy. Anh David đang ở tiệm nail hả? À, đang tiệm nail làm nail. Mày biết sao mình ở trên nhìn xuống mấy bạn. Hiểu không? À. Chúng ta cho nó phát xuống một chút đẹp. Hello. Đổ cũng muốn thôi này. Giới thiệu mọi người đi chị hả? Ok, giới thiệu với em. Anh quần hoa kia là anh Dân. À, dạo này Dân mới tập tạ nên Dân hay ở trần lắm nha bà con. À, cái ngày xưa Dân đâu dám ở trần đâu. Ở với anh Dân cả năm trời bây giờ mới thấy nó ở trần á. Kinh thật. Sức mạnh của tập tạ. Dân quần hoa. Mày bình thường mày mặc quần đen mà đi tập tạ riết mày mặc quần bông là sao mày? Hả? Sao mình là tập tạ để làm gì? Mày tập tạ để làm gì? Tập tạ để cho bông. Hả? À, mày tập tạ để cho bóng à? Mạnh mẽ lên. À chứ là mày đen bóng mày cần mạnh mẽ đúng không? Ờ à, hợp lý mày. Ê mày đừng có nói là mày đi ra phòng tập mỗi ngày để mày kiếm chai nha. Ờ phải đủ. Trời ơi, chai phòng gym toàn là 6 muối phòng đó. Dạ anh vạn sự tùy duyên ơi, anh xuống tiệm em ở dưới chỗ chân cầu Hoàng Hoa Thám khu miếu nổi giùm em nha.
tư vấn ở tiệm nó dễ hơn. Gì vậy? Nhà chị gần giống nhà em luôn, công việc khó khăn như cắm bông là ông chồng làm. À, sao không mua mút xanh? Rồi. Anh Nguyễn Long Vũ. A. À, mua mút xanh là để cắm hoa tươi mà em. Cái này là hoa khô, cái lộn hoa giả, hoa vải anh ơi. Ôi, hoa giả là làm hồ như thiệt luôn nè. Làm hồ như thiệt phải không? Trời ơi, gì vậy ta? Có tài vậy sao? Ráng thích một câu đi men. À, cái này hoa giả bà con. Anh Vân xăm ít hơn mình bà con. À, trời ơi, xăm ăn gian. Xăm này là xăm để khè tui thôi bà con. Này xăm ăn gian. Mình bị hủy hoài đó. Đó, ổng xăm á, cái người còn trắng trắng héo ra kia kìa. Mà đầu cổ mặt bước trước để so bì ganh tị với sắc đẹp của tui. Không, tui xăm cỡ này rồi, ổng đi bên cạnh ổng xăm ít, ổng không có chịu. Chứ sao, phải xứng với men, cái bồ men. Cái bồ mà ổng xứng sao gọi cái bồ men. Ổng xứng người khác nó xứng sao à. Đúng không, mình ổng xứng người khác nó xứng giùm sao. Trên thủ mình sướng chứ men. Lâu nay không thấy comment thanh niên nào comment chửi nhỉ. À đúng rồi đó bà con. Ở đây không có chửi men. Ở Facebook bây giờ người ta biết. Ủa? Mình đàng hoàng lịch sự, người ta không có chửi nhiều rồi bà con. Ở bên YouTube á, chưa biết mình là ai chửi mới ghê bà con. Trời ơi. Bà con vô kênh YouTube Tui VN Style Tui TV á mà coi. Mà đọc comment cho biết các thanh niên ẩu cỡ nào. Cái này là tôi với ổng đi ra đường 32, đi vô máy shop hoa giả, vô mua. Đó, mua về xong là cắm. Chứ mua mấy cái này mà mua ở tiệm, trời ơi, nó giúp cho mấy triệu bạc là thôi, tiền đâu mà trả. Sẵn có chồng biết cắm hoa về tận dụng bà con. Biết chút chút à. Ừ. Biết nhiều. À bên mình con nhận hồng viên rồi con. Chú kêu, bỏ ra một. Đảm đang lắm. Ê, ở trong nhà mấy cái việc mà nhìn thấy anh Sơn đây rồi. Sơn qua mặt ra đó, anh Sơn nó mới xỏ hai cái mai lấm á bà con. Ờ thấy chưa. À, quay mặt ở đây sao nhở. Đấy, trời ơi thằng này nó ngại chứ ống kính lắm bà con. Đó, còn thằng nào đây. Ui, sao trên xung quanh tôi toàn là đực rửa không thế này. À, không có một móng nào con gái luôn bà con, thấy dữ dằn không. Gặp như mà ở nhà ở quê bà con mà nghe có một cái con nhỏ mà trời ơi nó ở với mấy chục thằng con trai vậy là bà con nghe thấy khủng rồi đúng không. Nhưng mà tôi bình thường nó xịt đâu. Em mới nằm tay bị người ta nói là bị điên không giống người rồi. Cái gì mới nông tan như thế này thôi mà đã bị điên không giống người à. Vẫn là người như thế này, vẫn xinh như thế này mà sao lại. Ở đây có con nào nông tan nữa không? Có con Dân kìa. Thằng Dân mày không phải người à, thằng Dân kìa. À, mày mọi dợ ở trên rừng xuống à. Hay sao mày lông tay mày xăm mình kia. Nhật vốn gì mày. Ừ. Còn thằng Nhật kia nữa à? Nhật râu. Mày rừng rú ăn cắm sú cắm heo hay sao mà mày lại thích nắm tay với xăm mình nào. Không giống người cái gì kìa. Bấy bà. À. Còn thằng nào ngồi đen thui gì bay. Trời ơi cái này mà ở quê ta là cái này chắc dính lọ nè. Ẩm đi tắm đi. Trời ơi. Nhìn mình cá tính dễ thương quá hả bạn. Thích mà không dám xăm hả? Vậy thì cứ ngồi thích thôi. Chứ thích không dám xăm đừng ghét nha. Có nhiều người bà con thích lắm mà không dám xăm, mà thấy người ta xăm cái ghét người ta luôn bà con. Vậy luôn á. Em cũng nông tay nè nhưng ai nhìn cũng ngạc nhiên thôi. À, vậy là bạn này ở trong môi trường không có kỳ thị nông tay rồi đó. Còn mấy bạn kia bị kỳ thị. Lễ không đi chơi bà con, lễ ở nhà làm cái này. À,
mới sắm cái màn ngày mai làm chương trình. Làm chương trình tại tiệm, mai mốt tôi sẽ ghi hình lại và tôi sẽ dựng lại report lên trên Facebook với YouTube cho bà con coi là ngày mai tụi tôi sẽ làm cái gì nha. Comment đồ chơi. Chị có làm chẻ lưỡi không? Không. Mình chỉ xỏ lưỡi thôi bà con. Mình chỉ xỏ lưỡi thôi. Thích mà không có tiền xăm hả? Thế thế thì cứ đứng ngồi thích thôi. Không. Hình xăm nó không có mắc đâu bà con, nó giống như bạn đi làm nail vậy thôi. Đi làm nail giờ tôi thấy cũng mắc ghê hơn hình xăm nữa. Hình xăm giá minimum là 300 ngàn mà làm nail làm bộ móng 300 mấy chục ngàn lận. Đó không, mắc quá bà con ơi. Nhưng mà vẫn phải xài. Đó là cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày mà hình xăm cũng vậy thôi. Đừng nghĩ hình xăm là mắc tiền là cao sang gì hết bà con. Hơi sang sang. Hay bây giờ em chửi chị rồi chị chửi lại cho rực rỡ à, nếu bạn rảnh nếu bạn rảnh thì bạn cứ chửi đi. Anh ngồi đằng sau cười hoài vậy, thằng nào đó hiếu à, hiếu hiếu nó cười làm duyên á mà. Sao để tôi cứ để mấy cái anh ngồi đằng sau là như thế nào ta? Để bà muốn chém nó sao? Xăm móng tay cho chắc chị nhỉ. Cái này giống hoa thiệt không bà con? Đó, hoa giả Sài Gòn làm tinh xảo lắm. Không phải như hoa giả quê tôi, trời ơi quê. Này là hồng nè. Còn hoa giả quê tôi là quê. Bao quê. Bao quê. Hello anh Việt. Bao quê. À bà con nào mà I love what you are so beautiful. Oh, thank you. I think you're so beautiful too. You're so nice. Yeah, yeah, yeah. Hello anh Việt. Tụi em đang trang trí một cái chương trình cho ngày mai. Thợ xăm nhiều tài lẻ quá chị nhỉ. Thật đáng nể. Thoài lẻ đâu, thầy chẳng lẻ gì trời. Lẻ đâu, chẳng luôn á. Này là từng kiếm tiền. Ông có chẳng 10 tài á bà con. Này là từng kiếm tiền rất nhiều luôn rồi đó, chứ không phải lẻ đâu em. À bà con có biết gì về chuyên viên cắm hoa không? Ai có cần trang trí nhà cửa, đề co nhà cửa hoặc cắm hoa sự kiện hoặc gì cứ gặp anh Vinh nha. Tôi coi xăm xăm ế ế, tôi cho chạy xô mấy cái đó cũng được. Đó. Đúng không mấy em? Mà chạy xô chứ tiền đâu sống mẹ. Phải kiếm tiền nuôi vợ chứ. Tiền đâu sống mẹ. You are welcome. Thank you for the comment back. Yeah, thank you. If you go to Vietnam, visit my shop. I always welcome. Tiệm mình toàn handmade thôi bà con. Có bộ bàn ghế này là mới đi mua về nè. Bộ bàn ghế may đó, mua để ngày mai làm việc đó. Mai ba người ngồi à. Trời à. Mấy học trò tôi vô, lúc đầu vô không có thằng nào có gì hết. Sao giờ sao mặt mày dính kim loại không này. Về quê ra đồng là đeo khuyên mà đeo inox thôi. Đeo sắt là cẩn thận, xét đánh chết. Kim loại là ống hút mà. Kim loại là ống hút à thiệt. Không cần phải lăng tăng. Ống hút kim loại hết á. Hoa hồng giả nhiều tiền không hả? Ba mười mấy ngàn đúng không chồng? Trời ơi mười mấy nữa ngàn. Rồi đúng rồi, mười mấy chắc. Chắc mười mấy có đó. Bao tiền chồng? Không biết đâu, nguyên đống này triệu mấy đó. À nguyên đống này triệu mấy nè bà con. Ổng đi mua chứ tôi chỉ có xách giỏ đi theo thôi, trả tiền thôi bà con. À, đi chợ gì là ổng cũng lựa đồ, còn tôi chỉ có trả tiền thôi. Vợ tôi mà à, hello. Qua đây trang trí cho anh đi. Nói tiếng Anh chuẩn. À, anh Việt khen em nói tiếng Anh chuẩn được.
Cảm ơn anh Việt á, tại vì anh Việt dạy với lại anh Vũ dạy á, chị Nhung dạy nữa. Khách của tôi á bà con, khách của tôi là những cái người giỏi tiếng Anh á, người ta dạy tôi bây giờ tôi nói tiếng Anh phà phà. có câu hiểu câu không thôi chứ nói phà phà. Có phòng kín cho nữ không chị? Có bà con đó. Hơi, cái phòng có dán bùa đó là phòng kín cho nữ đó bà con. Đó. Phòng riêng. Còn cái phòng ở đằng sau kia là cũng cho nữ xém kín. Còn bạn nào kín quá thì lên trên kia. Đó. Mình tóc dài rồi. Đúng rồi. Mấy anh này là ngủ tại tiệm thôi bà con. Nó ở trong tiệm xăm suốt ngày nó tiếp xúc với xăm chỗ thôi. Mấy này là mấy thằng yêu xăm lắm nè. Rồi coi tới đâu rồi. Đây. Ông cắm cái hoa cho cái bàn này mà để dưới đất á, nhìn từ trên nhìn xuống cho nên cái này đẹp, nhất là nhìn từ trên nhìn xuống nó đẹp. Rồi. Còn nhìn ngang thì nó cũng thường thường. Đúng rồi, ngang phải hết. Nhưng mà nằm trong mà sao phải. Đúng rồi. Quan trọng là trên nhìn xuống là mình ngồi bàn. Em khè tiếng Anh ra lửa luôn. Em đang học anh ơi. Em đang học để mai mốt em đi ra thế giới em xăm dạo. Giờ tiếng Việt không ai xăm thì phải ra thế giới nói tiếng Anh cho tụi nó xăm. Anh áo hồng ngồi đằng kia đẹp trai quá. Bớt bớt nhất. Em tém dùm cái gì vậy? Củ tỏi đang xem nè chồng. Kệ nó chứ. Chuyện có công việc đang đi đây mà không thấy mặt đâu hết. Thôi nhắc làm gì buồn. Tao lâu nhớ nó. Chỉ cần nó vô nó xem livestream thôi mình cũng vui rồi chồng ha. Trời ơi. Miễn là nó có nhớ tới là được nói rồi. Nói chung là mình hết nợ rồi nó hết lên. Mình còn nợ là nó còn lên. Lên tội nợ hết xong nó về. Đẹp không bà con? Biết có đẹp không? Đừng cắm nhiều hoa quá nó bị thô hả? Ôi trời ơi. Đâu? Giờ không cắm nhiều hoa làm sao mất được mút. Nhưng mà phải có nhiều cái khác nữa bà con yên tâm đâu, chỉ có hoa không, chút nữa còn nhiều thứ lắm. Yên tâm em. Yên tâm em. Bị mờ rồi hả? Bị sao mờ vậy ta? Ủa quá nhiều điện thoại đang sử dụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 điện thoại đang sử dụng trong tiệm tôi, biểu sao không mờ. Các em ơi, cho chị mượn wifi một chút được không? Các em đâu? Chị mượn wifi kìa. Nhắn thêm lá xanh cho nổi bật cái hoa xíu vinh. Em đang làm hoa, em chưa làm lá hả? Chưa có làm lá hả con? Mới có làm phần hoa thôi. Từ từ. Điều gì đó sẽ đến mà. Điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Đừng nóng. Ừ. Đừng sống vội. Đó, còn này nữa nè. Để lắm mà con, tụi tôi thích gì chiếu chiếu mới chịu à. Tôi mạng thổ nên rất là hợp với vàng. Kim sa học lụ được, xinh sến, xinh núi, xinh đụ được. Cái gì kim sa học lụ, xinh núi, xinh đụ à? À, kim sa học lụ, xinh núi, xinh đụ được. Đúng là hoa. Hoa hòe. Cái lương rồi, bên dương mẹ thủy rồi. Chị ơi, bích lân giá nhiêu, tùy hình hay sao? À, bích lân bên mình từ mười mấy cũng có bà con, nếu mà đơn giản. Mà 40 mấy cũng có nếu mà phức tạp. Ôi, anh áo hồng đẹp trai quá. Đó, nữa. Phải chưa? Nên đánh hoài. Nên đánh hoài. Ở trong tiệm tôi mỗi lần khen đẹp trai là cúi đầu xuống hết. Nhấp. Nhấp cái đầu mày lên. Mày bây giờ mày hãy nhìn vào cái camera mày thả một ánh mắt đưa tình lên xem nè. Để cho các em đang ngắm anh áo hồng nè. Đẹp trai là
này đẹp trai hơn nữa nè bà con. Bớt nữa hả? Chị ơi, cái anh xỏ má lắm đáng yêu quá. Sơn con ăn bánh mì. Sơn ơi, Sơn ơi kìa, có người nói Sơn dễ thương kìa. Bánh mì cái đầu kêu. Mấy này nó ngại chứ ống kính lắm bà con à. Tuy đẹp trai nhưng mà bị ngại. Anh Nhật ơi, anh Nhật, anh Đạt, anh tính con. Ôi giời, thôi bớt làm duyên giùm đi. Đấy, trời ơi, bánh mì của thân lắm. Cái này đi lên núi học sư phụ à. Khổ quá, chỉ toàn ăn bánh mì không này thôi à. Mai là cu te nhất. Chờ tôi chút nha, để tôi kiểm tra coi kết nối wifi nào mà chậm. Wifi ổn mà. Hả? Không. Chắc là do bây giờ wifi nó mờ chứ bà con. Nãy giờ đâu ai xài gì, có mình tôi xài mà cũng vậy đó. Thôi kệ đi, mình có nhiêu mình xài nhiêu. Bà con muốn coi rõ qua kênh YouTube coi lại nó rõ hơn á. Mờ rồi không thấy chai rõ chị ơi. Tôi bó tay á. Các em đâu rồi, người xếp hàng để chị quay cận mặt lại cho. Để cho bạn bè gần xa nhìn nè. Tối rồi à, hôm nay có hai chó canh nhà bà con. Đây là nhật râu sọ viên 150. Đạt Đạt mini tattoo 300k cho các em chọn. Dân dòi là phải 700k à, dân dòi lên ạc tiếp rồi. Ạc tiếp 700k à, anh yêu à, anh trăm triệu. Sếp trăm triệu. Mà nếu mà thằng Hoàng Anh giá 1 triệu còn Nhật giá 150 là Nhật chắc bốc lịch tới năm sau. Này hào luôn chứ luôn, xoay cho anh sọ mỏi tay luôn. Người đang nói gì vậy? Anh cái hai quyền hai bên, tôi lên kem lên kem lên. Đại ca Vinh, ga lăng kìa. Ai làm ga lăng em? Phải thể hiện gì đâu, có ai đâu làm. Thôi, ai muốn tâm sự gì mới với mấy anh này là tự vô trang cá nhân của mấy anh nói chuyện nha. Tôi không phải là nhịp cầu mà giao duyên nha. À, đó không phải tìm bạn bốn phương nha. Đây là góc nghệ thuật, góc nghệ thuật. Trăm hoa đua nở. Ở trong bàn là do nhìn xuống đẹp lắm. Chút nữa kéo bỏ rồi. Dưới cái bàn này nè. Bỏ rồi. Dưới cái miếng kiến này ở dưới kéo, đất luôn. Đây mày. Hôm nay mình làm một cái buổi talk show với anh Thư Nguyễn. Anh Thư Nguyễn là thợ xăm. Hả? Anh Thư Nguyễn là anh này nè. Hả? Kéo nãy giờ sư phụ đang dạy tụi bay bí kíp cô gái mà tụi bay không chịu để ý học gì hết. Bây giờ thử thay vì á tới sinh nhật em tới sinh nhật em á là anh tự cắm cho em một bó hoa không, tự tay mang tới đồ này nọ đổ luôn ngay.
sang đây này. À, chờ chốt. Ừ, bị lắc, bị mờ á. Chúc chị Mai, chúc chị Mai ngày mai có một show thành công nha, em phải ao rồi. Ok Tiểu Hân, chúc ngủ ngon nha. Đó, con Tiểu Hân đó, nãy giờ kêu anh Văn hoài luôn. Tiểu Hân đó. Rồi, chết anh Văn mà. Tiểu Hân bữa hình như chắc xăm dân xăm á. Tiểu Hân nó gọi anh... tên anh ngoài luôn. Tình chết luôn rồi. Anh quần bông ơi. Anh quần bông ơi không à. Trai như vậy làm sao em nào dám vào xăm chị hi hi vậy mà. Vậy mà khách tiệm tôi toàn nữ không à bà con. Hên đó là không có dám vô mà khách toàn nữ không à. Dám vô cái chất tiệm tôi nữ trăm luôn. Sao không dám vô ta? Trời ơi. Mày nói vậy cắt cái gì đó vậy? Tháng hả Dân? Dạ. Tháng hả? Chị nói sao ạ? Mày tháng hả? Giờ này tập gym mà mặc cái áo vào. Cái tối rồi. Tập gym để cỡ trần mà chị. Cái gì mày tập gym để mày cỡ trần à? Ở đây toàn trai em cỡ trần trên trang nhỏ mà. Xăm có đặt lịch trước không chị? Ngắm cái đèn. À bạn đặt trước là một lợi thế. Bạn nào qua thì nếu mà gấp thì phải gọi trước cũng được. Còn không thì mình cứ báo trước một thời gian để mình chuẩn bị rồi mà mình qua tiệm mình coi hình đồ trước thì nó sẽ ổn hơn cho cái hình của mình. Thôi đừng bàn về vấn đề chay nữa đi bà con. Biết chắc tôi đuổi mấy thằng này ra quá. Tụi bay ngồi đây làm chi để cho các em cứ bảo là em rụng tim rồi á, mình lụm rớt đột 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 ra nè. Xin Facebook đệ tử tôi hả? À đệ đưa ai? Hôm nay đệ tử chị vô comment vô đây nè để cho các em kết bạn. Ai bây giờ điểm lá vô hả? Cho em xem hình xăm trên lưng anh Vinh với chị ơi. Thật sao? Tôi giết bà liền đó. Giết bà liền đó. Cái hình xăm đó của anh Vinh đó, nó có tên là bí mật. Cho nên là chúng ta không nên bật mí. Cái này chỉ người nhà biết thôi, người khác biết là thôi á. Mất quan điểm với nghề xăm. Ừ. Không nên, không nên, không nên. Người ta không thể nào nghĩ ở trên người một thợ xăm mà lại có một cái hình như vậy á bà con, đúng không? Rồi. Rất là khủng. Con nhà bà khiếp. Tỏi với tới đâu rồi à? Tỏi thì ở quê, còn tới thì đi măng. Bên mình không có dịch vụ xóa xăm bà con ơi. Mình chỉ dịch vụ gắn vô thôi. À, chỉ gắn thêm vô thôi chứ không có xóa đi. Cái này á, ở trong cái bàn này nè bà con. Nên mình làm xum xuê lên chứ không lẽ bỏ trong bàn mình cắm một hai bông nhìn vừa dưới nhìn nghèo nàn vậy. Trong luôn rồi. Ừ, rồi, ở trong không? Ở trong vô trong mà. Em 15 tuổi có nhận làm học trò không chị? 15 tuổi em có lo học không? 15 tuổi tuổi đang chơi mà học làm gì em? Mình lo học phổ thông đi, học nghề khó lắm, không phải vui vẻ gì đâu. Bàn về đạo thánh đất Chúa Trời đang hót đi chị. Rảnh quá má. Thôi đừng bàn bà con, tôi không có để tới chuyện đó nên tôi không biết gì để bàn hết. Cho em xin vào khóa học xăm hả? Qua tiệm đi bà con, qua tiệm tham khảo. Không biết hồi sáng, không biết nay em mở hàng tiệm đông khách không nữa.
Trời ơi. Đấy, nguyên ngày luôn. Cũng hên là em mở hàng thôi nha. Chứ không, em mở... em không có khách rồi đó. Chứ em hôm qua mở hàng là chị ế nguyên ngày luôn rồi đó. Thấy không? Hên em qua mở hàng có khách là em đó. Thôi à, nói chung là chị cũng có khách, không sao đâu em. Mày đúng là mắc bệnh nghề nghiệp. Mày bán ở chợ dạng kiếp nên mày cứ bị cái đó hả? Tiệm xăm mày không quan trọng em. Tiệm xăm vẫn có ngày không có khách là chuyện bình thường à. Tiệm chị nè, ế cả tháng được mấy ngày thôi. Quen rồi à. Nào không ế chưa, quen rồi. Tập quen dần với những chuyện ế đi. Có thành bo đó không chị mang? Đồ à. Có người kiếm mà trời à. Chị kiếm nhất là mấy thằng mà dắt điếu thuốc ở trên lỗ tai. Mày dắt điếu thuốc lỗ tai gì để mày khoe mày có điếu thuốc à? Dừng chờ hút thuốc khoe xin. Tại đâu cho tao hát thuốc dương người ta xin chứ gì. Trời ơi. Ế quá, chắc em không dám qua luôn á. Trời ơi. Qua đi em, qua qua ủng hộ chị chứ. Đã ế mà rồi. Còn không qua nữa. Khổ thiệt chứ. Nó sợ ế quá. Ủa hình như là xúc dây điện rồi sao không em? Con nó chạy ra ta. Nó bị mẻn à. Sao nó hết nóng rồi. Đùi đầu khắc. Nè chắc coi. Á đồ. Sư phụ thông minh quá mày. Càng gì càng ngày nó càng wow. Wow wow trời. Được chưa? Đẹp. Anh Vinh làm thêm hoa để tăng thu nhập nhà chị. Không cần biết không em. Thôi. Làm xăm nó đủ mệt rồi bà con. Làm nhiều mệt em. Nhưng mà mai mốt xăm thế là tôi cũng sẽ cho ổng đi làm hoa. Ê ê, chồng đừng cưới quán người ta thấy hình ảnh lưng bây giờ. Ngồi tỉnh. Bà đừng có cố tìm nha. Đừng có cố bôi nhỏ tôi nha. Chị nói vậy làm em tò mò cái hình xăm trên người anh Vinh quá trời luôn. Cho xem sơ cái thôi, năn nỉ chị á. Xém lộ rồi. Mất quan điểm gì nghề xăm đó men. Đừng nên coi men. Chảnh quá rồi nha, sao chảnh trời. Phụng phụng quá, nãy giờ nó chảnh. Thấy chưa? Ủa chảnh nói giờ men. Trời ơi. Chảnh thì sao? Ờ tôi chảnh thì sao? Anh đẹp em có quyền chảnh chứ. Tôi chảnh lắm, chảnh thì sao? Nãy giờ tôi nói gì đâu, chảnh trời. Mình thích chảnh luôn thì sao? Ngộ à. Ngộ à. Hello anh Vinh và Mai, hôm nay nghỉ học xong. Anh Vinh dạy cắm hoa vui vậy. Đúng rồi bà con, cái này là sư phụ đang dạy các đệ tử chiêu thức cua gái. Đây là chiêu thức thứ 3 trong một bộ 72 chiêu thức của sư phụ. Của ngộ không, 72 phép mà. Đúng không? Đây mới có cái thứ 3. Bữa trước á là sư phụ dạy mấy thằng đệ tử là vẽ tranh gỗ đồ khắc chân dung bạn gái mang tới tặng. À, sau khi tặng là chắc chắn ít nhất phải có một cái kiếp đó. Không à. Tặng phải kèm theo là anh xin yêu em đơn phương à. Phải có câu đó. Nó mới tội nghiệp à, chắc chắn là sẽ có một cái kiếp à. Còn bữa nay là chiêu thức. Còn đừng để nó có một chiếc dép. Bữa nay là anh dạy cắm bông. Cắm bông để làm gì? Cắm bông để tập bóng. Tôi thích cái gì cũng phải có chá kim tiến thôi bà con. Chảnh vì chị quá đáng yêu, không thèm nói chuyện với các em xem livestream của chị. Sao lại không thèm nói chuyện? Nãy giờ tôi có ngưng cái mồm lúc nào đâu mà sao bảo là tôi không thèm nói chuyện là như nào nhỉ? Tôi nói không thấy mẹ luôn. Hả? Tôi nói nãy giờ khiến cho cái cổ họng của tôi, thanh quản của tôi là có vấn đề luôn rồi. Bạn kêu tôi không thèm nói chuyện à, bớt nghe nhau. Nhìn nhận lại vấn đề đi. Ngoan quá không? Anh Vinh có bồ nhí không chị? Bao luôn. Trời ơi, ổng mà có bồ nhí con nhỏ đó phải là con nhỏ hạnh phúc nhất trên đời à. Mà đừng để tôi biết được không? Khi mà tôi biết được là anh nó hết hạnh phúc. Trời ơi.
Để thôi nhẹ vậy thôi bà con. Gái xăm mình nó hiền lắm. Nó đã dám xăm rồi mà. Dám làm nhiều thứ khác nữa. Ông giờ nó không có bồ nhí đâu bà con, yên tâm. Chồng tôi nuôi tôi biết. Bùi đã hết rồi, bà ban ngập, bà đi cho bắt cho đồng đồng đó, trời ơi, không còn phải rồi, cho thấy được cái này không coi. Ui, cái gì vậy? Rồi xong luôn, mẻ cái lưng rồi. Mày, sư phụ mày vậy mày còn kêu mẻ cái này sao mày? Thích có ăn lắm mày. Hai hoa hoa giả đó bà con, mới đây mua hơn triệu đó, hơn triệu về mình làm, mình có cái này mình chân mấy năm cũng được, chừng nào thấy cũ thì mình mua cái mới mình chân. Đó, này bao cũ, lấy máy sấy sấy bụi văng vách hết, nó đâu bị đâu cũ, chứ hoài được hoài mấy, chứ hoài được hoài bà con. Vậy chị có bồ nhí không vậy? Điệt. Anh bên anh cũng hiền lắm. À thấy cái lưng của điệt. Chồng ơi. Nãy giờ thấy cái lưng của chồng ngoài kia. Á đồ. Hello. Tụi có bồ nhí đó bà con. Nghĩ sao ở trên thế giới này chỉ có mình Vinh khùng nó yêu tôi thôi. Này mày còn khùng thứ hai. Nào thích khùng cứ thể hiện. Đo độ khùng chơi mang. Đúng không? Nào thích khùng cứ thể hiện. Mình đo độ khùng chơi. Cái gì? Ông ú đâu bà con. Rồi. Có ai đang gọi điện cho tôi ra? À, thì có gì đâu. Dám làm bồ nhí anh Vinh thì chắc xăm mình nhiều hơn chị là chắc. Comment hay quá men, đúng rồi, comment hay quá men. Hay lắm, để tôi xăm cho hết chỗ để xăm để coi con đó. Nó có cái cũng như tôi thôi, cũng chứ đâu. Ê, gọi giùm chị số chờ tôi chút nha bà con. Bây giờ. Rồi, tôi đây. 01275. Biết có đỉ không nữa. 3 số 6 124. Không biết có đỉ không nữa. Cho anh Vinh nói chuyện chút hả? Từ bên đang tập trung chuyên môn, chờ chút bà con. Sắp rồi. Alo. Chị Mai có chuyện gì? Rồi chị Mai có chuyện gì ạ? Sao? Tắt lên. À vậy là ai đó đang nháy máy mình à. Mấy bạn đừng nháy máy mình nha. Để mình giao lưu với bà con gần xa của tôi nha, đừng chơi trò mất vui. Mất vui thành mất dạy. Ơi chúc sư phụ khéo tay quá. Chị Mai quay mặt đây cho em xin tấm ảnh làm hình nền đây, có cần chị làm gì không? Đó chụp đi, chụp chưa, comment lên cho chị biết. Lối sống của Vinh đã góp phần làm cho những người có định kiến về xăm người khác chịu like cho Vinh. Dạ. Em đọc cho anh Vinh vui chứ. Quá vui. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Comment của anh làm cho ông vui hết hôm nay luôn đó. Gớm gì? Nhìn ổng gớm không? Hay là hoa gớm, hoa đẹp này mà gớm. Rồi có thằng chửi chồng gớm đó. Gớm đó giờ ba, giờ mới biết là muộn lắm rồi, người biết mày ngu lắm rồi đó. Gớm giờ mới biết là mày ngu lắm rồi. Mới chụp xong dễ thương phết. Rồi cảm ơn em. Ai giờ này quán đông khách không chị, không có một móng luôn. Đấy nguyên ngày rồi trời. Đã nói là sáng nay có một người mở hàng thôi, từ cái người đó tới bây giờ chưa thêm người nào nữa.
Đó, toàn người nghèo. Đó. Buồn lắm bà con. Thấy không? Toàn anh em trong nhà thôi. Trên đầu anh Vinh là thiên nhiên bà con. Anh bên ảnh thích những gì về thiên nhiên là ảnh xăm thiên nhiên. Nên tôi gửi cho ổng chiếc lá vậy thôi. Đi đâu phải nghỉ. Có gì đâu phải ngợi. Ủa hết hả? Hết rồi đó. Hết thì thôi, còn đủ rồi. Còn lúa kìa. Lỡ ở đây sao chứ, lúa lên kìa. Có chứ. Với lại cái kia. Ấy, ê, coi xe cổ nào các bạn ơi. Nâu, nâu chạy ra qua chân mắt luôn nâu quá. Tôi thật sự giải tỏa được áp lực khi xem livestream của các bạn. Xin cảm ơn nhiều. Nếu tôi vào nhóm người yêu mến các bạn, tôi sẽ trở thành người yêu mến nhất. Trời ơi. Em xin chào anh Nguyễn Hiếu. Em rất vui khi mà anh nói là anh coi livestream của em, anh tìm được niềm vui trong đó. Chỉ cần như vậy thôi chứ còn cảm ơn sự yêu thích của anh. Tụi em sẽ cố gắng tạo nhiều tiếng cười cho mọi người hết khả năng có thể. Ai, xong chưa? Lấy này ập lên cho thù, con lấy này ập lên thử, lấy cái chiều dài, chiều cao nó. Ập khéo khéo á, ập khéo khéo á. Nói cho chẳng nó có kiến nha, để vòng vòng cho lực lên mấy đứa. Đừng phòng tay bây giờ. Không sao, ổn mới vô, ổn mới vô. Không sao đâu, đếm mới vô. Mình tự chết, tự chết. Có cái kiến mới cẩn thận cái kiến. Nó nói cái dĩa nằm trong thôi mà, nằm gọn trong thôi mà. Ok mà, đó. Ném vô, miễn sao cho vô trong thôi. Ném dưới luôn đúng không con? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái dĩa này đâu, đã lâu. Còn này này, còn cái này không? Ừ. Ok chưa? Cái dĩa thì nó nhỏ hơn. Từ giờ này về nhà ngủ rồi. Rồi. Ê, ngày nào chờ em phát livestream mà. Trời ơi, nhìn này. Đây. Nhìn tôi chơi xuống đẹp không bà con? Chứ là phải nằm ngoài đâu ba. Như vậy nó đẹp chứ. Tại vì hồi chiều tụi tôi mua cái bàn này cho nên tụi tôi phải trang trí. Như vậy đó. Nhìn từ ngoài vô, nhìn các góc cạnh. Có giống như làm cái giỏ hoa không bà con? Đấy, về dọn này để cái ghế cho Hùng nhìn coi. Dọn này nha. Dọn nó gom sạch chỗ này. Ừ, đem đi. Để coi coi phỏng tay đó bo. Chị phỏng tay đó. Rút điện ra. Để lấy vô lạnh mày. Trời ơi. Tại vì ổng cắm cho hợp với cái bàn đó bà con. Thì sao? Chứ không phải là mình cắm để bên ngoài. Đó các bạn cắm gì có đẹp không? Đâu à? Đây, bàn khách. Mình thêm một chút thì cái bộ bàn ghế mai kia nó trở nên sang trọng hơn rồi bà con. Ở trong cuộc sống gia đình của mình cũng vậy. Đôi khi cái không gian nhà mình chỉ cần một chút gì đó thôi. Ồ, lãng mạn một chút. Quán cà phê. Đó, thì nó sẽ đẹp hơn đó bà con. Tụi tôi sống lãng mạn lắm. Tuy xong mình nhìn hổ báo cáo chuồng nhưng mình lãng mạn lắm. Có học trò nữ là ăn khờ mà tối nó không ở đây. Tối ở lại toàn được rửa thôi. Đó. Đẹp quá à. Ừ. Hợp với lại cái này ghê. Cái vỏ thôi à. Tất cả bao nhiêu tiền à? Cái bộ bàn ghế này là 4,5 triệu. Còn cái hoa là mình đi mua hơn 1 triệu. Tiền hoa về tự cắm. Còn nếu cho cái này mà mình mua bên ngoài thì chắc bán mấy triệu rồi nhỉ. Đó, được không? Ê, mày chuyện cái coi Nhật.
Thôi từ 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 từ, bây giờ đứng lên đi, giờ muốn quay vòng một lần, giờ dọn sạch đi cho đó. Cái ổ điện ra. Để thử cái cái mai ra đây thì tụi tôi là của gì đấy, tụi tôi cầm tiếp đó. Hết xô về xăm. À, đó là nói chuyện với một anh thợ xăm cũng khá lão luyện trong nghề và đã có nhiều năm kinh nghiệm mở một tiệm đã có tên tuổi Sài Gòn là Thu Nguyễn. À, tụi tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết những cái thợ xăm gạo cội để cho các bạn muốn muốn tìm thợ xăm á thì sẽ có những cái gợi ý cho các bạn đa phong cách chứ không phải là mình tôi tới tôi xăm không nhiều cái gợi ý của tôi á thì nó sẽ không đẹp bằng đúng cái thợ đó làm nữa mà con xuống kèo họ chảy con mất giữa nè để cái gì không. Với lại tôi muốn cho bà con biết thêm nhiều về nghề xăm ở Việt Nam, ngành xăm Việt Nam để cho các em sắp vào nghề hoặc là những người mà chập chững mà muốn tìm hiểu về nghề xăm á thì có cơ hội được biết về những nguồn gốc và những cái người thợ tên tuổi đã từng tồn tại trong nghề. Dễ thương quá. Mai vậy thôi. Này dữ rồi. Giờ ngồi đây. Giờ ngồi đây. Giờ ngồi đây. Hốt cái này bỏ luôn không? Giờ ngồi đây. Kéo mình ra, cái này giữ lại luôn một bên. Người này đó. Ngày mai tôi là trong vai trò dắt chương trình và đặt câu hỏi cho anh Thương để giao lưu. Úi giời ơi mẹ ơi mày làm sao ấy nhỉ? Chỉ là cái tủ phải cứng hơn cái đầu của mày chứ sao. Mẹ luôn rồi. Rồi ngồi vô coi. Ngồi vô. Đây. Xin chào Đàn Nguyễn. Xin chào Khắc Dân. Được biết là hai bạn là hai thợ xăm trẻ mới vào nghề được vài năm. Các bạn nghĩ sao về cái nghề nghiệp mà mình mới lựa chọn có thể gắn bó lâu dài với nó? Rồi cắt. Vậy được rồi. Đúng rồi chị. Sao? Tụi bay định trả lời hả? Từ từ, chị sẽ làm chương trình cho tụi bay trả lời. Đó. Đẹp không? Khoan chút nha. Làm sao còn cái màn nữa, ngày mai ở đây là cây. Ngày mai tụi tôi sẽ thêm những cái mảng xanh vô à con. Bột chậu cây, đây bột chậu, hai chậu, ba chậu, này che mất tiêu, cái này đen tui rồi. Ở đây để ba chậu cây cao làm sao? Làm cái hai lớp mét rau luôn. Mai cho thêm mảng xanh vô. À bây giờ hôm nay cả tiệm đã vì anh chị làm rất nhiều việc rồi. Bây giờ mình sang Alibaba kêu đồ ăn về ăn. Đi nếu nào qua tận được đơn Alibaba giờ đi xếp đi làm nhân chợ đi. Kêu đi. Chị mời. Biết nè đấy ngồi con. Bây giờ đi tương quan coi được ngon bao nhiêu được. Tôi dắt chương trình vậy được không à con? Tụi tôi đang cố gắng truyền tải những cái thông điệp của những người xăm mình và những người thợ làm nên những cái hình xăm trên cơ thể của những thanh niên xăm chỗ. Muốn cho mọi người biết được cuộc sống của những người thợ xăm mình thực sự là như thế nào, chứ không phải chỉ là phường trộm cướp và đĩ điếm người ta mới xăm mình nha bà con. Có rất nhiều tầng lớp trên xã hội. À, địa chỉ bên mình là số 7M đường 14 khu Miếu Nổi phường 3 Bình Thạnh. Nếu mà mấy bạn đi Grab á thì tìm vị trí của VN Style Tattoo and Piercing á. Đó. Mai tôi thêm mảng xanh vô và đặt các máy quay nữa. Mai mốt tụi tôi sẽ phát cái chương trình ở trên YouTube và Facebook để cho mọi người tìm hiểu thêm. Ngày mai là che làm sao lại lá đen tui rồi là tách bắt rau rồi làm sao lại ba cái chậu cây là nó màu xanh rồi. Màu xanh là khác rồi. Nâng ngực đi em, nhìn ngực em lép quá. Dạ. Em ốm mở giờ mang hai trái dừa cực lắm chị ơi. Chồng tội xong thích hai chung mực rồi mẹ. À, không thích bán trái cây mẹ. Hai lưng mà con này độn. Không phải là người đàn bà chung phỉ thì nó trước sau như một của ba. Kệ chị, mấy chị coi mấy con người mẫu thế giới á, nó làm gì có cái gì đâu, nó phẳng lì trên dưới. Em là tiêu chuẩn mẫu thế giới rồi mấy chị, không loại ra khỏi vòng xe đạp. Tôi thích thiệt rồi mấy em, tôi thích giả, tôi mua hai chiếc banh tôi ơn, hợp lý không?
lỗi hai bong bóng lên tối được không? Mềm à, tôi thích thiệt à. Ủa lúc trước anh Vinh là thầy dạy mỹ thuật hả? Cô cũng có dạy chút chút mà con. Dạy chút chút thôi. Hình xăm nhìn từng hình mê VL. Nhìn chị xa xa điện thoại lát lát nhìn cứ dơ sao ấy. À dơ kệ em. Đó là qua điện thoại mà. Chị sạch thơm lắm. Thơm. Sạch. Không sợ, không sợ. Ừ, điện bảy ngày mai không dọn được. Trễ rồi cũng live stream mà. Tôi live stream 24 giờ cũng được nữa. Việt Nam đây rồi các bạn. Còn cái nhánh đó được. Không, đâu rồi. Làm cái bông lúa nè. Cho lỗi nào. Chắc áo xuống bụi đâu. Mày hả? Ý cái gì đó. À, cái gì đó. Bỏ ra ngoài đi. Sao mấy cái bị nói. Chị Mai để tóc dài đẹp hơn nữa, thêm quả áo dài Việt Nam thì hết ý. Tôi mặc áo dài đẹp lắm mà con. Dáng tôi rất hợp với áo dài. Hỏi lúa nào em. Đó. Ông làm cỡ nào cũng lòi cọng lúa ra à bà con. Năm nãy giờ đẹp sang cỡ nào cũng lòi đi cộng cộng lúa nào. Bên lúa hả mẹ? Bào lúa luôn. Bông giả đó bà con. Bào lúa luôn. Ừ, sợ má la thì đừng xăm giống chị nha. Xăm giống chị má hết la luôn rồi. Lúc đầu má còn la, giờ má hết la luôn rồi. Má kêu la mỏi miệng quá. Còn má đồng thành chứ chứ lại. Đừng anh, đừng anh. Có dọn gì em đâu? Anh mua chuyển đồ em mai còn qua luôn. Là thôi. Bóng dừa, để em lâu đi vậy. Giờ này lại đi tưới cây. Hai thằng nhà tôi nó tranh cảnh lắm bà con hả chưa? Lãng mạn chưa? Ngồi tưới cây. Ai úi giời, nửa đêm đi tưới cây bố. Bố ơi là bố. Ờ, anh làm cũng thấy đó, anh làm còn một cục xíu. Cảm ơn chị Thủy Châu. Tình cảm và lời nói dành cho nhau ạ. À. Trời ơi, nhiều lúc cũng cãi nhau như chó với mèo á chị ơi. Kèm kèm. Kèm đâu rồi? Kèm đâu rồi? Nhưng mà được cái tụi em mà cãi nhau chỉ một ngày thôi. Không có kéo qua ngày thứ hai, thứ ba được. Phải làm lành liền chứ không thì cuộc sống nó khó chịu, khó thở lắm. Cho nên là nó hạnh phúc hơn người ta. Người ta tôi nghe nói có người cãi nhau cả tháng cả năm. Trời ơi hay vậy. Tụi tôi không cãi được một ngày luôn á. Thôi bố anh áo hồng hả? Anh áo hồng nhật râu. Rosa. Nhật rose. Hoa hồng á bà con. Nhật hồng. Hãy mang áo hồng. Sao giọng nói của mình. Giọng nói của mình pha nhiều miền lắm bà con. Ở nhỏ mình ở miền Bắc Trung Nam, mình ở ba miền á, cho nên giọng nào mình cũng có thể nói chút chút. Chị ơi em bấm phi rốn nhưng lỡ nó bị thâm rồi làm sao, nó vẫn chưa lành. À nếu mà nó thâm sơ sơ ở hai đầu thì từ từ nó lành, nó hết thâm em không lo. Còn nó thâm quá thì em cứ để lành đi là tự động hết. Nhiều nhiều người bị lồi lồi rồi bị thâm thâm nhưng mà khoảng một năm là hết à. Ủa hết lời cộng lúa rồi hả? Ừ rối quá. Ừ lúa quá. Ừ. Lúa quá luôn rồi. Lúa quá không dám lòi ra luôn. Ừ, đúng không? Lúa không dám lòi luôn. Chưa đâu nhà anh luôn lúa quá cỡ luôn. Cho xem Facebook anh xỏm mới lắm rồi thằng Sơn à. Sơn Phú Quốc. Sơn Phú Quốc. Facebook là Quốc Sơn. Facebook là Quốc Sơn à. Quốc Sơn rồi. Quốc Sơn rồi. It's okay. Ê, nãy giờ mày đang quay cái lưng tôi phải không? Không không, nãy giờ vợ quay cái đầu chồng hơn quá. Trời. Chưa có lộ cái lưng. Bà có đừng. Anh nào bị BD không kìa? Bà đừng có để mất quan người ta mất quan điểm với người xăm đó nha. Biết à? Mình điểm người xăm. Mình đang làm đẹp cứng. Mình đang làm đẹp người xăm. Biết BD à? Không không, không chị. Quyết không có bị BD. Còn Phú Quốc rồi đó. Quyết bị tống. Cái gì? Cái gì? Thằng Sơn.
Tao tao không có tin là mấy tháng nữa mày về mày lấy vợ đâu nha. Mày về mày lấy chồng phải không? Hai vợ chồng đi thôi. Tại nó mày bỏ trên trên đây nó ngủ với thằng Dương Trinh nó tặng rờ Dương Trinh không? Trời sao mày biết? Nó kể em, thằng Dương Trinh kể em á. Mà. À, thằng Dương Trinh đêm rờ mày lại tâm sự mày à? Nó chịu nổi cái mày quê đó. Mày mày kiếm rồi. Mày dễ, muốn nắp nữa hả? Xong chưa? Chơi mẹ đi vẽ chi cho nó bóng. Đây là thằng nhỏ tuổi nhất trong tiệm và nó vẽ mí mắt như thế này đây. Mày thích cày bóp à? Mày học mấy anh Z-Dragon phải không? Không có ly thì không mà. Vậy rồi. Quên mua cái đó. Sáng mai mua. Thôi bà con, nãy giờ tôi khoe ổng là ổng biết cắm bông thôi bà con. Bây giờ là mọi người ngủ đi, tụi tôi ăn xong rồi làm việc tiếp đây. Không, chương trình tối nay là chưa kết thúc, gần sáng mới ngủ thôi bà con. Bà con ngủ trước đây nha. Vậy nha, hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon, bye bye.